Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ươm cây Việt Quất. Cây này ở Mỹ gọi là cây blueberry. Thì cây này thích sống lạnh các bạn, nhưng mà các bạn yêu cầu mình ươm cây này gửi đến cho các bạn rất là nhiều. Qua một thời gian dài, các bạn gửi email, rồi gửi trên Facebook, rồi gửi vào trong những video là: chị ơi, chị hãy ươm cây Việt Quất này lên đi, gửi cách ươm đến cho em. Hôm nay mình đã ươm thành công rồi. Bây giờ mời các bạn và các em nhỏ vô xem mình ươm từng bước cây Việt Quất này như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ươm hạt Việt Quất nha các bạn. Thì mình chuẩn bị một cái rây nhuyễn như thế này nè các bạn thấy không? Đó, rất là nhuyễn. Tại vì cái hạt Việt Quất nó khá là nhỏ các bạn, cho nên mình phải dùng một cái rây nhuyễn ha. Đó, rây như thế này để cho cái hạt Việt Quất nó không có lọt qua cái khe hở của cái rây này ha. Mình sẽ tách hạt ra nha các bạn. Khi mình tách hạt á, thì mình sẽ bóp cái trái này ra, mình giữ lại cái vỏ nha các bạn, mình không có lấy cái vỏ. Mình tách hạt của cái trái Việt Quất này ra thì mình chỉ bóp nhẹ thôi nha các bạn. Đó, mình bóp nhẹ như thế này thì mình lấy cái phần cơm thôi, còn cái phần vỏ này thì mình để qua một bên nha, chứ mình đừng có bỏ chung cái phần vỏ vô trong này thì nó khó tách hạt lắm. Các bạn, mỗi lần mình ươm hạt Việt Quất hay hạt dâu hay hạt táo, hạt cherry nữa, mình đã làm những video đó rồi nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem thì các bạn bấm cái trái đó, rồi bấm thêm chữ Vinh Nguyễn Thị nữa là nó lên. Ươm hạt táo Vinh Nguyễn Thị, ươm hạt dâu tây Vinh Nguyễn Thị, rồi ươm hạt cherry Vinh Nguyễn Thị, là tất cả nó lên những cái hạt giống mà mình đã ươm trong một thời gian qua nha các bạn. Thì sau khi mình đã tách cái cơm từ cái trái này ra, cái cơm của cái trái Việt Quất này ra này, đó, thì bây giờ còn một trái cuối cùng, mình sẽ tách ra luôn ha. Như vậy rồi mình để cái vỏ nó riêng, cái vỏ nó dai lắm. Như vậy đã ok rồi ha. Chừng này thì mình ươm cũng đủ rồi đó. Đó, thì mình để trên một cái tô nước như thế này, mình cứ dùng tay mình chào qua chào lại như thế này, thì chút xíu nữa cái hạt nó sẽ sạch lắm. Cái phần của trái blueberry này, cái phần ngọt á, thì nó sẽ rớt xuống dưới nước nha các bạn. Đó, mình làm trong vòng khoảng 1 đến 2 phút là nó sạch sẽ rồi. Thì mình đổ cái nước này đi, rồi mình thay nước khác, mình rửa cho khi nào cho cái hạt này nó sạch thì thôi nha các bạn. Chứ mình để mà nó còn dính những cái chất ngọt của cái trái này á, thì mình ươm nó sẽ dễ bị mốc lắm. Rồi mình cứ làm tiếp tục như vậy, khi nào cho nó sạch thì thôi nha. Mình làm như vậy thì trong vòng khoảng 2 phút là nó sạch hết. Thì mình cũng chuẩn bị một cái tô nước khác nè các bạn. Đó, mình thấy cái nước này đục thì mình thay nước khác, mình rửa khi nào cho cái hạt này nó thiệt sạch là ok ha. Mình dùng tay mình chà chà qua chà lại như thế này á, thì những cái hạt nó đã rớt ra khỏi cái cơm của trái Việt Quất rồi các bạn. Thì bây giờ cái hạt nó rất là nặng, nó chìm ở dưới cái lưới này ha. Cái những cái cơm ở trên nó nổi thì mình làm như thế này. Đó, đó, các bạn thấy rõ chưa? Đó, mình đổ nhẹ ra, cái phần cơm này nó sẽ trôi ra nè các bạn. Đó, cái hạt nặng á, thì nó chìm xuống dưới cái đáy của cái lưới này. Đó, làm như vậy thì rất là dễ lấy cái cơm này ra. Còn mình đứng mình cứ chà hoài, cái lỗ của cái lưới này nó rất là nhỏ, cái cơm này nó sẽ không có rớt hết xuống được. Đó, tiếp tục thì mình giống như đãi gạo. Giờ thì mình sẽ rửa sơ cái phần hạt này một lần nữa nha các bạn, để cho nó sạch những cái chất đường ngọt của cái trái blueberry, trái Việt Quất đó. Còn chút chút thì không sao, mình để nhiều quá thì không tốt thôi, chứ nó còn dính ít ít trên cái hạt cũng ok ha. Mình ươm thì thấy nó cũng vàng vàng, nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái hạt mầm của mình. Mình dùng một loại giấy không có mùi thơm nha các bạn. Đó, để mình lót thức ăn hay là giấy lau mặt gì đó mà không có mùi thơm thì mình ươm cái hạt này nó sẽ tốt hơn. Khi mình ươm hạt Việt Quất thì mình sẽ dùng 4 lớp giấy nha các bạn. Mỗi tờ giấy nó rất là mỏng, thì 2 lớp ở dưới và 2 lớp chồng lên trên. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái hạt Việt Quất này thấm vào trong cái giấy này nha các bạn. Cái hạt thì nó rất là nhỏ, cho nên mình làm như thế này nè. Đó, làm như thế này thì cái hạt nó sẽ dính hết vào trong cái giấy này. Ok ha. Đó,
một mớ hạt luôn. Thì còn một ít thì mình dùng tay mình bỏ xuống. Dùng giấy này mình chậm vô đây cũng được. Mình chậm chậm vô là cái hạt này nó sẽ dính ra đây hết. Wow, còn rất là nhiều đó. Hết vô trong tờ giấy như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ trải xuống đây ha. Đó, trải xuống đây rồi chỗ nào chưa đều á thì mình làm ra cho nó đều xung quanh hết. Các bạn muốn ươm hạt nhiều nữa thì mình rải dày dày lên một chút xíu cũng được, không sao các bạn. Cái cây Việt Quất này khi đã lên rồi rất là mạnh, nó lên rồi mình có thể tách ra từng cây dễ dàng, nó không có bị yếu đâu. Thì như vậy ha. Rồi, bỏ thêm hai lớp giấy lên trên nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Hai lớp nữa nha. Ok, như vậy là ok rồi. Bắt đầu mình sẽ tưới nước lên đây. Mình tưới cho nó ướt vừa thấm đủ nha các bạn, không dư, không thiếu. Sau khi mình để hai lớp giấy ở dưới và hai lớp giấy ở trên cho cái hạt Việt Quất này nằm ở giữa giống như cái nhân vậy, giống nhân bánh cuốn quá các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ tưới nước đều lên cái hạt Việt Quất này. Hạt Việt Quất này rất là thích nước các bạn, không có sợ bị úng đâu, cho nên mình tưới vừa tràn cái giấy này là được ha. Vẫn còn nước nhỏ nhỏ li ti cũng ok. Sau khi mình tưới nước vào trong tờ giấy như thế này thì đã thấm nước tràn luôn tờ giấy. Các bạn làm hơi dư dư nước chút xíu nha các bạn. Đó, mình bóp có thể ra nước đó. Thích nước lắm cho nên mình ươm nhiều nhiều nước cũng không sao. Nhưng mà các bạn đừng có làm ngập qua khỏi tờ giấy ha. Chỉ thấm đủ trong bốn tờ giấy này thôi. Thì bây giờ mình sẽ xé cái tờ giấy này ra nha các bạn. Mình xé ra như thế này. Xé vụn ra. Đó, mình đừng có để nguyên tấm như thế này thì khi ươm nó sẽ khó nảy mầm. Này, đó, vụn vụn như thế này giống như là mình xé giấy vụn vậy đó các bạn. Ở trong là hạt Việt Quất kẹp bởi hai miếng giấy hai bên ha. Xé hết ra, vụn ra ha. Mình đã thí nghiệm mình ươm trong 6 tháng qua đó các bạn. Cách nào mình cũng sử dụng hết. Rồi mình thấy cách nào tốt nhất thì mình gửi đến cho các bạn. Cách này á, ươm như vậy á, sẽ nhanh lên. Còn mình kẹp hai miếng giấy như thế này khi cái mầm nó nảy lên nó cũng khó lắm. Còn mình xé ra như thế này á, khi cái mầm nó nảy là nó sẽ đi ra cái chỗ mà mình tách này các bạn. Rất là dễ ha. Như vậy là ok. Đó, xé vụn ra như thế này các bạn thấy nè. Đó các bạn, mình đừng có bắt cái tờ giấy khô như thế này nha các bạn. Mình phải để cái tờ giấy này nó thấm nước đầy luôn. Đầy đầy như thế này. Đó, như vậy ok ha. Như vậy nè, đó, còn chút chút nước này ok. Thì mình sẽ bỏ vào trong cái bịch này ha. Đó, mình trải đều đều ra. Rồi, bỏ như thế này thôi. Bao như thế này ha. Đó, như vậy là ok rồi. Mình trải đều đều ra như vậy. Lúc nào mình cũng để trong một cái tô này, mình để trên cửa sổ, chỗ nào nhận rất là nhiều ánh sáng thì mình để lên đó. Khoảng 2 tháng thì cây Việt Quất này nảy mầm. Okay. Sẽ cho các bạn xem cái hạt Việt Quất mà mình đã ươm trong 3 tháng trước. Đó, khoảng 2 tháng nảy mầm nhưng mà 3 tháng thì nó mới lên cây như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Cây Việt Quất nè, rất là nhiều, mình ươm nè. Bây giờ cái cây Việt Quất rất là khỏe, để mình rọi gần lại cho các bạn xem nha. Đây là những hạt Việt Quất mà mình đã ươm trong vòng 3 tháng qua nha các bạn. Cây Việt Quất nè, các bạn thấy nó dài chưa? Có một cây nó dài khoảng hơn 3cm ha nè các bạn. Đó, các bạn thấy cây của nó chưa? Rất là khỏe, cây nào cây nấy, cái thân của nó rất là cứng các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Rồi cái rễ của nó nè, nó dai như là cước vậy đó. Đó, các bạn thấy rễ chưa? Thì mình trồng nó rất là dễ nha các bạn. Khi đã ươm được như thế này thì mình gỡ cái rễ ra cẩn thận nha các bạn. Wow, các bạn thấy cái rễ nó chưa? Nè, nó dài mà nó dai, nó cứng thì là cứng nha. Đó, còn một chút xíu giấy dính ở đây nè. Mình gỡ ra từ từ thôi. Giấy dính nè, nhưng mà còn chút xíu ngay rễ dính thì không sao nha các bạn. Mình trồng luôn nha. Đây ha, bây giờ lại được cây Việt Quất mới rồi đây nè.
Các bạn có thấy rõ không nữa? Thì mình làm như vậy, mỗi chậu thì mình trồng một cây là ok đó các bạn. Mình trồng nhiều quá thì khó chăm sóc. Việt quất khi mà lên như thế này rồi á, là rất là dễ sống nha các bạn. Tại vì nhìn nó cứng cáp đó. Sau đó thì mình sẽ tưới nước lên nha. Wow, tưới lên cho cái phần đất này nó ướt thiệt là ướt. Đó các bạn, sẽ được một cây việt quất rất là đẹp ha. Dễ thương chưa? Đó, khi mình tưới nước vô rồi á, mình thấy đất nó mềm thì mình chận chút xíu xuống để cho cái rễ việt quất nó chắc ở dưới nha các bạn. Một ngày á, thì mình tưới 2 lần. Cây việt quất rất là thích nước. Đó, đừng có tưới mà úng gốc nha các bạn. Tưới sơ sơ thôi. Cái chậu này phải có lỗ thông nha. Đó, mình tưới vô là nó chảy hết xuống cái tô nè. Tiếp tục trồng thêm một cây nữa nha các bạn. Wow, cái rễ của nó dai thiệt là dai. Chắc thiệt là chắc ha. Nó dính nhau nè. Trồng như vậy rồi mình sẽ đem những cái cây việt quất này mình để trên cửa sổ nha. Để gần cửa sổ đó. Để cho nó nhận ánh sáng. Còn mình đưa ra ngoài nắng quá đó, nó sẽ bị hư. Mình trồng 2 cây vô 1 chậu đi các bạn. Lỡ có cây này nó hư thì có cây khác ha. Sau khi những cây việt quất mình đã trồng như thế này rồi thì mình sẽ tìm những chỗ nào có ánh sáng như cửa sổ mình để nha các bạn. Thì những cây này sẽ phát triển và lớn lên. Mỗi ngày mình sẽ tưới phun nước 2 lần nha các bạn, để cho cái cây này nó sẽ mau lớn. Sau khi hạt việt quất mình đã ươm ở trong cái bịch như thế này thì mình để trên cửa sổ nha. Đây, cái tô mình để trên cửa sổ thì mình khóa kín bịch lại nha các bạn, không chừa một cái khe hở nào hết. Đó, khóa kín lại để cho cái hạt việt quất này nó giữ hơi ẩm tốt, mau nảy mầm nha. Đó, trong các số hạt, hạt dâu tây, rồi hạt cherry, hạt táo, chỉ có hạt việt quất là lâu lên mầm nhất đó các bạn. Thì sau khi 2 tháng hạt việt quất sẽ lên mầm thì mình sẽ dùng một cây tăm như thế này. Đó, mình xỏ vô cái bịch như thế này để mình khóa lại. Mình chỉ chừa khoảng hở là một cây tăm thôi, để cho cái không khí nó tràn vào một chút xíu thôi nha các bạn, để cho cái mầm này nó mau phát triển. Đó, chừa như vậy ok ha. Sau 2 tháng thấy nảy mầm thì mình cứ làm như vậy. Đừng có mở cái bịch này rộng ra quá thì những cái mầm này nó sẽ bị khô. Nó sẽ bị khô luôn mấy cái cây lá này nè các bạn. Cái hơi nóng nó tràn vào nó sẽ khô. Một cây tăm bỏ vào trong này, nó chỉ cần cái khoảng hở như thế này là ok rồi. Thì không khí nó sẽ tràn vào, những cái cây mầm này nó sẽ phát triển tốt. Thì 3 tháng sẽ được cái cây như thế này. Đó, mình kiên trì, mình trồng để được những cái cây như thế này để gửi đến cho các bạn xem đó. Ha. Phải kiên trì lắm, thử nhiều cách lắm thì mới được những cây việt quất đó các bạn. Các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong cách ươm hạt việt quất rồi đó. Gửi đến cho các bạn ươm. Thì các bạn nhớ ươm trồng cho vui nha. Thì bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn những video kế tiếp. Nếu các bạn muốn mình ươm hạt giống gì, cây giống gì thì các bạn yêu cầu ở dưới video. Mình sẽ thử nghiệm và mình làm cách nào hay nhất, mình sẽ gửi đến cho các bạn ươm nha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.